Dạ, Tôn Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái khu vực của Tổ đình Linh Sơn, còn gọi là chùa Linh Sơn, thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Và hôm nay Tố Lê đến viếng Tổ đình Linh Sơn thì Tố Lê đi bằng cái lối đi sau nha. Này là cái cổng sau của Tổ đình Linh Sơn. Đây là ở phía sau của Tổ đình Linh Sơn. Sau một năm Tố Lê quay lại thì ở phía sau này thì thầy sang sửa lại rất là khác. Đây là hai bên đang trồng rau. Đây là rau tầng ô này. Ở đây chắc là các chị Phật tử trồng thôi. Dạ thưa cô. Con lên trễ quá. Dạ. Dạ. Đây là cái khu vực ở bên hông của chùa nha. Ở đây có rất là nhiều liễu rủ. Và đây là cái lối đi vào ở phía trước chánh điện. Vậy hôm nay là ngày 13 tháng Giêng âm lịch. Tố Lê đang có mặt tại Tổ đình Linh Sơn, tòa thuộc thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Và sáng hôm nay thì tại đây có khai lễ dược sư, cầu cho quốc thái dân an, thế giới an lành. Và cầu mong là một năm mới được bình yên trong ánh sáng hào quang của chư Phật. Về đây là lễ hội dược sư diễn ra tại Tổ đình Linh Sơn. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi. Con lên hơi trễ hả con? Dạ, con trực. Vậy hôm nay tại buổi khai lễ dược sư chứng minh có thầy trụ trì Thích Thiện Dương, cùng tham dự có chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni các chùa và Phật tử xa gần cũng đến đây tham dự. Thế giới hôm thiện nam tin nữ
Ba Tạng Nhân Giác Nam Phụ Lão Hậu Chư Phật Tử Chúng Đăng Bạch Tiêu Tây Căn Tường Thần Châu Đăng Hoàng Yeah.
kiến vọng. Sư cùng với việc thắp nến, cúng dường và cầu nguyện, xin quý vị Phật tử xa gần hoan hỷ thành tâm tham dự dâng lòng thành để cầu nguyện lên Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Giờ này xin thưa quý Phật tử hoan hỷ trở về lại vị trí của mình và tham dự buổi lễ cúng dường trưa nay tại tổ đình. Hôm nay thì được cái duyên cho nên ở phía trước là mấy cô Phật tử ở chùa Huệ Hè thuộc Ninh Thủy, Ninh Hòa có đến viếng chùa Tổ Đình Linh Sơn ha. Ô, hôm nay quý Phật tử rất là đông. Dạ. Yeah. Dạ thưa mấy cô, dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, và đây là cái cảnh quan ở phía trong chánh điện của Tổ Đình Linh Sơn. Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng âm lịch, thì tại đây có khai lễ Dược Sư. Hàng năm thì ở đây thì thầy Tố Lê hay gọi là Ôn Thích Thiện Dương hay khai lễ Dược Sư, cầu quốc thái dân an, tiêu trừ bệnh tật, cầu mong cho mưa thuận gió hòa. Những cái bình hoa được cắm rất là đẹp, sang trọng. Chỗ này không? Có gì không? Khác với những năm trước thì năm nay có cái đại dịch Covid xảy ra, cho nên tại đây phần lễ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng tuy nhiên là cái phần hội sẽ giảm. Phần hội là thẻ đèn hoa đăng ở phần trước của sông Hiền Lương. Thì năm nay ôn giảm cái nghi thức đó.
đây phía sau là bàn thờ tổ. Đây là cảnh quan ở phía trước của tổ đình. Dạ, vậy đây là cái lối ra ở phía trước chỗ thờ, cái nơi mà thờ Phật Di Lặc. Và cũng là cái lối ra ở phía trước bờ sông Hiền Lương. Khác với cái video mà ngày mùng 1 Tết tại tổ đình Linh Sơn, thì đến thời điểm đây thì ở đây trang trí rất là nhiều đèn. Mà chiều nay và chiều ngày 14 sẽ là nơi này sẽ là thắp sáng những cái ngọn đèn này. Ngay tại hai cái lối đi vào phía tổ đình Linh Sơn thì ở đây trang trí rất là nhiều đèn. Vậy thôi Tố Lê xin phép không có đi xuống dưới tăng cấp nha. Tố Lê lại quay vào chùa. Tổ đình Linh Sơn thì được khai sơ vào năm 1761. Về những cái di tích này á, là để trên 300 năm. Ở đây vẫn còn giữ lưu lại những cái di tích cổ này, chứ ông không có sang sửa lại. Tôi lại thấy nhìn những cái vách này, nó rất là cổ xưa mà nó tróc ra luôn nè. Ồ, đẹp quá. Phía này thì có những cái cánh cửa sắt, những cái trụ sắt này á là mới tu sửa lại để cho nó có cái ghế đỡ những cái khu di tích này. Chứ không là lâu lắm rồi, trên 300 năm mà, thì nó sẽ bị dễ bị sập. Cho nên ôm làm những cái trụ sắt này để đỡ những cái thành ở trên này nè. Quay bên này cũng vậy luôn. Bên này cũng tạo thành những cái ghế đỡ bằng sắt. Cánh cửa này cũng mới nè, bằng sắt. Đây thì có những cái ghế đỡ bằng sắt nè. Và bên này cũng vậy. Đây là những cái trụ. Cái trụ này cũng đã từ lâu lắm luôn rồi nè. Rất là cổ kính. Hiện tại thì tổ đình Linh Sơn trụ trì là thầy Thích Thiện Dương, là thuộc đời thứ 8. Và đây là những cái hình ảnh mà cũng là cách mấy trăm năm rồi. Ở đây thì thầy chỉ sơn lại thôi. Chứ những cái trụ này thì cũng để lâu lắm. Và ngay tại ở phía trước nơi tổ đình Linh Sơn thì tí xíu nữa tôi sẽ quay ghép cái hình ảnh ở phía trước là mô phỏng lại những cái trụ cổ này ngay ở phía trước. Dạ, về đây là những cái trụ mô phỏng lại cái trụ cổ để có từ 300 năm trước. Tố Lê xin kính chúc cô chú anh chị thật là bình an, thân tâm an lạc. Và cũng xin kết thúc video tại đây nha.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.